Rồi đây là bài của anh Thi nhé. Bài Thi thì chỉ một vài cái lỗi nhỏ nhỏ thôi. Many people are saying that nè. Need sports là đủ, khỏi cần chữ learn cũng được. As well as vậy đây là ý số 1, đây là ý số 2. As well as learn how to work together. Ý số 1 của em như sau, nên viết là sports improve players physical strength. Chấm. Chấm ở đó, đó là topic sentence. Sau đây em giải thích là they get to build their muscles là 1 này, and become stronger là 2. Chấm. Hậu quả của việc này là gì? This leads to a stable health and reduces the risk of strokes. Chấm. Và sau đó một cái lợi ích khác là with this healthy body, students find it easy to focus on studying. Ok nha.